tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc chung một dòng máu. Cạnh bên tôi bạn luôn sát vai, chẳng ngày bao trong gai. Ngàn bao tố sóng gió, chúng ta không lùi bước chung sức cùng vây vùng. Bao lời danh trắng màng vững vàng ta đứng lên. Dù ngày mai ra sao, mãi mang theo tình thâm khắc cốt ghi câu thề. Tuy người dân khác họ, nhưng mãi là người anh em. Cuộc đời này nhiều lắm nguy nan, ngàn sóng gió bao hằn thù ly tan. Gặp được người chỉ có tâm giao, luôn bên cạnh tôi không màn gian khó. Chẳng ai gian khó, mặc chờ đời cứ thế điêu ngoa. Tình ta vẫn không bao giờ tan phai, tình anh em vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có nhau. Những lúc buồn có anh. Tôi sống ở một nơi người ta gọi là Sài Gòn hoa lệ, nhưng không như những gì mà người ta hay tưởng tượng. Và kể về đó, tôi cũng sống ở Sài Gòn. Sài Gòn của tôi rất khác. Nơi đó tôi đã trải qua những năm tháng lạc lối, và giờ đây chính tôi phải đối diện và trả giá cho những gì mình đã gây ra. Đúng là anh em tốt. Dạ chào anh. Hồi ức luôn đặc biệt, đôi khi ta bật cười vì nhớ lại những ngày mình đã khóc, và đôi khi ta bật khóc vì nhớ lại những ngày mình đã cười. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cám dỗ vòng mời, những nỗi vui bao ngày mơ của một đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây bóng tối. Hôm nay bán ế quá. Mày lại được nhiêu? Có nhiêu đây à. Trời ơi sao mày bán ít vậy? Hôm nay tao vui lắm mày. Tao bán được Trời 200 luôn hả? Ừ. Ý sao mày hơi mối vậy? Mày bán đắt vậy? Ừ. Bởi vậy tao không biết sao nữa mày. Chắc do tao có khiếu ăn nói cho nên tao bán được lắm. Ý vậy hôm nào mà chỉ tao cách ăn nói đi. Ừ, mày thích tao sẽ chỉ. Hứa nha. Hứa. Móc méo. Ok. Thì đi. Dạ chào anh Tuấn. Tiền nhiều dữ tụi bay, làm ăn khấm khá quá hả? Để đâu cho hết? Liên quan gì tới bọn mày? Trời, khu này là khu của ai? Nè, hôm qua tụi tao đã đưa tiền chỗ cho tụi bay rồi, hôm nay tụi bay còn muốn cái gì nữa? Hôm qua là chủ nhật, hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là tuần mới. Tuần trước mày đóng tiền lời trễ rồi. Tuần mới tao muốn lấy 30%. Gặp người ngoài tao lấy gấp đôi rồi. Tốt nhất mày nên đóng tiền đi. Nè nè, dù dù gì cũng là anh em với nhau, tụi mày làm như vậy được hả? Gì? Thôi thôi thôi. Ai anh? Ai em? Ai anh em với tụi mày? Dạ, 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 dạ thôi anh Tuấn, bớt giận. Dạ thôi anh Tuấn cầm đỡ một ít đi. Cái gì? Mày hả? Chạy đợi tao. Đợi tao. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại bị đánh hả? Ngu gì? Hợp tác vui vẻ.
Đi chạy ra. Rút trước đi anh em. Có biến. Đại ca, để em. Chết mày rồi. Mày trời ơi. Đau quá. Mày về trước đi. Ui da. Ra đây. Dám quầy lấy hả mày? Dám quầy lấy tụi tao hả? Cầm đi. Dạ. Long ca, tụi bay hổn quá, biết ai không? Long ca, xin lỗi đi. Dạ, dạ xin lỗi anh. Mới ra hả? Dạo này khỏe không fan? Đầu đường có quán bia kìa, tôi với chú làm vài chai, đi. Làm gì khó khăn vậy? Tôi tính kiếm cho chú mấy mối làm ăn thôi mà. À, đúng rồi, lấy tiền góp, chợ cá, tôi chia chú 50%. Về làm lính của tôi. Long ca, nghe nè, khi nào mà đói khát quá thì quay lại chợ cá tìm Tuấn Đen này. Tôi chừa cho anh một chỗ, nhớ đó. Đợi em. Vô. Đại ca về sao không nói cho hai em, để hai em ra đón. Đúng rồi đó đại ca, lâu quá không gặp đại ca, nhớ đại ca muốn chết luôn à. Ờ à, mà đại ca, bây giờ thằng Tuấn Đen á, bây giờ á nó lên nắm chùm ở khu đó luôn á. Công việc của nó mỗi ngày á là thu tiền bảo kê. Mà đại ca nghĩ coi, nó thu hai thằng em á không được một đồng nào luôn á. Mày chỉ giỏi được cái miệng. Tuần nào mày cũng là cái thằng đầu tiên đưa tiền cho nó. Mày sao mày nói xấu tao trước mặt Lâm vậy hả? Tao khỏi chỉ mày cách bán hàng luôn. Thôi tao xin lỗi mà. Đây đại ca, em đính chính lại với đại ca là từ khi đại ca đi, thằng Trung nó mạnh mẽ lắm. Dạ đúng rồi đại ca. Thôi bỏ đi, tụi bay bỏ hai từ đại ca giùm tao một cái. Giờ tao nghe lại thứ quậy quải sao á. Mời đại ca. Dạ. Sao đại ca nói vậy? Một ngày làm anh, mãi là làm anh, đúng không mày? Đúng, mày nói cái gì mà không đúng. Thằng tụi Tuấn Đen, nếu đó mà không có anh thì tụi mình đi nguyên một đám luôn rồi. Mày có cần mạnh tay vậy không? Không mạnh tay cho nó chụp hết nguyên ổ tụi mình hả? Đã biết hết bí mật rồi. Đại ca, chết rồi đại ca ơi. Giờ sao? Đại ca. Giờ sao đại ca? Nó không còn những ngón đại ca. Giờ sao đại ca? Giờ sao? Sao? Mày đi trước đi. Để tao lo. Đúng là anh em tốt. Thôi. Chuyện cũ qua rồi. Cứ để nó qua đi. Mà lúc anh về thấy mày làm chủ quán tụi á. Dạ. Tao tưởng lúc tao về thì mày cũng phải làm lão đại hay lão nhị gì rồi chứ. Dạ không có đâu anh. Ngày anh đi tụi em cũng tan rã. Với lại bây giờ vợ em mang bầu cũng sắp sanh rồi. Nhắc mày nhớ để em gọi nó ra. Uống đi mày. Uống. Dạ mời chị. Cảm ơn chị Nhi ơi. Cảm ơn chị. Dạ. Ờ
Lấy ghế ngồi đi em. Dạ cảm ơn anh. Dạ em chào anh. Giới thiệu với anh, đây là vợ em, có bầu sắp sanh rồi. Hay là anh đặt tên con em luôn đi. Đúng rồi đó anh. Lúc trước anh nói với tụi em là trong nhóm ai có vợ trước đẻ con anh đặt tên hết mà. Đúng mày? Đúng rồi á. Trước em đi thôi anh. Anh có dạy tụi em nhiều, em nhớ hết đó. Mày cười gì vậy? Cái đó đó. Đúng rồi, dạy nhiều lắm. Nhưng mà cái này không có lâu dài đâu. Đúng không? Thôi uống đi. Vô đại ca. Vô. Uống đi. Anh tính làm gì chưa? Hay ở lại phụ quán em đi, rồi tính tiếp. Ở lại cho tụi em có cái cớ qua nhậu thường xuyên nữa chứ. Đúng mày? Đúng luôn. Mày hỏi hoài sao tao ăn. Đúng có quần què. Hai mày nghe nhậu ham quá ha. Anh, hình như hồi nãy mình tính lộn cái bàn đó. Anh vô coi lại giúp em đi. Em tính lộn hả? Anh em ngồi chơi nha. Tôi vô trọng tính tiền cái đã. Dạ, mấy anh ngồi chơi. Ủa, em nói tính nhầm chỗ nào đâu? Anh nghĩ sao vậy? Tự nhiên rước mấy người đó về ở chung với mình. Em nói gì kỳ vậy? Em nói không đúng sao? Rước ảnh về ở á, rồi tụi bụi đời nó kéo tới quán mình. Chưa kể là tụi giang hồ nó kéo tới, là kẻ thù của ảnh đó, đập phá quán mình, làm sao mình làm ăn nữa. Em không hiểu hả? Nếu ngày xưa anh Long không lãnh án cho anh á, thì bây giờ người trở về là anh đó. Nhưng mà chính ảnh cũng nói là đừng nhắc chuyện xưa nữa mà. Bây giờ anh phải lo cho con chứ. Anh có con rồi, bộ anh không thương em hả? Bây giờ anh đã có gia đình, anh đâu còn lông bông như ngày xưa nữa. Vợ em nó không có hiểu chuyện. Để em về em dạy lại nó. Có gì đâu. Vợ mày nói đúng mà. Mà tính ra vợ của mày sắp đẻ rồi. Mày lo mà phụ vợ mày đi. Nhưng mà giờ mày khùng quá. Tao anh của mày mà. Tao tính được. Mày yên tâm. Dạ. Mà nếu như anh có chuyện gì cần em giúp á, anh cứ nói với em. Em có một ít tiền, anh cầm đỡ nè. Thôi, cất vô đi. Không cần đâu. Tính tiền anh ơi. Để xíu. Anh ngồi chơi nha, em ra liền. Anh Long, hay là anh về bán trái cây chung với tụi em đi. Ngày nào đông khách thì mấy anh em mình đi nhậu, còn ngày nào ế á thì mình ăn trái cây bù. Dạ đúng rồi đó anh Long, em thấy tính vậy cũng được á. Hai thằng mày á, lo cái thân mình đi, anh tự tính được. Vậy em tính mặt cách nào? Mày quên là tao có nghề bán hủ tiếu gõ hả? Vậy sao nãy anh không lấy tiền của anh Hải? Dù gì muốn mở một tiệm hủ tiếu gõ thì anh cũng phải cần vốn chứ, đúng không? Anh có cách của anh. Mãi mãi mang theo nhất quyết không nhạt phai. Này nhân thế hỡi, muôn kiếp luân hồi lỡ ngày sau không còn bên nhau cùng bước. Lẽ hèn cay có níu giữ một cơn say. Đời đổi thay vẫn mãi mãi chẳng lung lay. Nhưng tháng ngày bên nhau cùng anh em sát cánh chung vai bước qua.
Nhất định sẽ có một ngày tôi tìm được anh và trả hết những gì tôi đã nợ. Đại ca, cho em hai tô hủ tiếu đặc biệt nha anh. Một tô thôi đại ca, em ăn mì. Mày ăn cũng đòi hỏi nữa mày. Mày tài lanh quá à. Lẹ lẹ đại ca ơi, em đói bụng quá đại ca ơi. Có rồi có rồi. Nè ăn đi, hôm nay anh mời. Ngon lành. Trời đại ca mời. Đi mua thùng bia liền. Tao với mày đại ca nhậu. Đúng rồi đó đại ca, phải chứ mình phải uống bia. Sẵn tiện cho người ta biết quán mình luôn. Ủa mày đại ca ơi, cái quán của đại ca có tên chưa vậy? Em nhìn là em biết chưa rồi. Bây giờ em nghĩ á, đại ca nên đặt cái tên của em đi, cho cái quán này bảo đảm đại ca bán đắt. Mày bậy rồi. Quán đại ca mà đặt tên mày, đặt tên tao. Đặt tên mày, nói thiệt giáng tanh như chùa bà đánh luôn. Tên mày mới ế á, tên tao mới tên bán mày đắt nè. Mày tên mày á, tên mày á. Thôi. Hủ tiếu gõ lề đường mà mày đặt đặt tên, coi có giống ai không? Quên, ăn đi. Mà con mắt hai tụi bay bị sao vậy? Chọc phá ai nữa hả? Tao biết nè. Mày đi chọc gái đúng không? Bậy mày. Tao mày đi cua gái hả? Tao là tao bị quan. Nè anh. Cho anh gửi nè. Dạ em cảm ơn. Bán bánh mì hả em? Dạ. Ôi bán bánh mì mày dễ thương quá à. Lấy cho anh một ổ đi. Anh ăn bánh mì gì anh? Nói chung là em bỏ gì vô cũng được hết á. Miễn sao anh ăn vô là anh đẹp giống em được rồi. Em đẹp tự nhiên không có cần ăn gì hết á. Vậy bây giờ em muốn lấy gì cũng được hết á. Miễn sao anh có được người đẹp bán là anh thấy thích rồi. Vậy à, em lấy bánh mì thịt với trứng nha. Trời ơi tại gấp đẹp quá. Mặt dễ thương ghê. Trời ơi nó không phải dốc với em nha. Em bán bánh mì ở đây á hả? Mà đứng mút ở đằng kia kìa. Anh còn nghe thấy cái mùi bắp xào nữa đó. Em biết sao không? Vậy là sao anh? Tại đầu kia kìa, có ông bán bắp xào. Vui không? Trời ơi, em bán đi, đừng có nhìn anh. Con bé này, nhiều chuyện thấy ớt luôn. Ủa mà xong chưa vậy em? Từ từ anh. Dạ có anh 10.000. 10.000 hả? Em ơi, giờ anh không có tiền mặt trong người. Không ấy, anh có cái thẻ nè, em quẹt đỡ đi. Hả? Có 10.000 mà cũng quẹt là sao? Anh bị khùng hả? Cái này lỗi tại em mà nha. Bán bánh mì lời bà cố luôn. Không chịu sắm cái máy quẹt. Thôi trả anh cái thẻ đi. Tự nhiên giấy chứng minh của người ta cầm hoài. Ui da. Con mắt mày cũng bầm bầm nè. Cái mặt mày mới là đi cua gái á. Không hề nha. Tại tao làm việc tốt mà người ta không hiểu thôi. Mệt quá đi. Bà chủ. Ê bà chủ. Gì? Bán muốn gì sao mà mặt buồn quá vậy? Chắc quán ế chắc rồi. Để mở hàng cho. Cho ly trà sữa đi bà chủ. Khùng hả? Giờ anh muốn uống cái gì? Trà sữa bán đắt quá chứ gì. Nên hết. Thôi cho đỡ trái dừa đi. Uống nước dừa phải không? Đúng rồi. Ê bà chủ. Trái dừa tính ra nhiêu tiền vậy? 10.000. 10.000 hả? Ý bà chủ. Có khi nào chặt dừa như vậy trúng ngón tay rồi liền ngón tay luôn không? Trời ơi. Tính ra trái dừa 10.000, chặt liền ngón tay luôn. Ý nếu mà ngón tay này mà ra bệnh viện khâu chắc cũng mấy chục triệu. Bán bao nhiêu trái dừa mới đủ ta? Vô duyên dừa thôi nha, không có bán buôn gì nữa hết trơn á. Đi. Ủa? Về đi. Ủa sao bà chủ không bán nữa? Chắc sợ chặt đứng ngón tay chứ gì. Đúng rồi đó. Nè mấy anh kia. Ê bán không vậy? Tôi kêu rác cổ họng rồi đó. Cô em, cô biết cô đang nói chuyện với ai không hả? Gì? Chuyện gì? Anh tôi mà còn ở đây á là mấy anh đái trong quần luôn rồi. Anh cô là ai? Nói ra nghe thử. Tôi nói ra thì mấy anh cũng biết đó. Anh của tôi là Long Đại Ca. Long Đại Ca. Long Đại Ca. Nghe là đái trong quần liền. Vậy thôi cho tôi hỏi bổ cô nương muốn ăn cái gì nè.
tiếu. Nhiều hủ tiếu, nhiều thịt, nhiều xương. Giá hẹ ớt đầy đủ. Nhưng mà giá không thay đổi nha. Sao bổn cô nương ăn cái gì mà nhiều quá vậy? Lễ lương. Ờ rồi mày ra mày làm đi. Mày tài lanh thì mày ra mày làm đi. Ủa sao mày không làm? Ý, tao đang ăn mà. Ủa tao cũng đang ăn mà. Thôi, lo ăn đi. À, vậy cả. Ấy, đây đàn em của Long đại ca đó mày. Long đại ca đó mày. Nghe là sợ hết rồi đúng không? Đúng rồi. Em sợ lắm chị ơi. Nè. Cảm ơn nha. Ngon lành gì hết. Ê bậy ơi bậy ơi, chưa tính tiền. Tính gì ba? Hả? Làm thấy ghê quá à. Ê lấy tô hủ tiếu khô rồi đem vô trọng luôn nha, rồi tính tiền luôn. Ok. Cái gì? Mang về nhà? Ừ, mới ra bán mà, phải thông cảm chứ. Bị gõ thôi mà, làm gì ghê vậy. Em của Long đại ca đó mày. Tao không biết nó từ trên núi nào xuống nữa. Tao là tao thua con này rồi. Nhìn gì? Yên tâm đi, khu này là khu của tôi sống. Không vấn đề gì đâu. Đi. Đây cứ bình thường mà đi. Nhưng mà nhìn gì vậy ba? Cứ đi đi, bưng mì gỏi vô. Khu này là khu tôi sống mà không sợ gì. Nhìn phía trước mà đi. Và đặc biệt nha, đừng bao giờ nhìn phía sau, ok không? Trời ơi, làm gì vậy? Đi ra đây, đi 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 đi. Chị ơi, vậy, chị ơi. Như vậy là sao? Tụi mày muốn cái gì? Tụi mày bán thì có người lại ăn. Tao đói tao ăn không được hả? Tụi bay muốn ăn cứ việc kêu ăn. Làm gì đổi hết cái của tụi tao? Tao không thích ngồi chung bàn với tụi nó. Mày mà nói tiếng nữa tao đập chết mẹ mày luôn. Cấm có bỏ mày lại. Nếu mày thích tao thách mày đó. Mày nói lần nữa tao nghe coi. Tao thách mày. Má. Thôi mà. Thôi mày ơi. Tới đây. Nhìn đi. Mày mà làm quá anh tao vô lường cùng. Thằng xử tội đầu tiên là mày đó thằng chó. Lấy cái danh thằng Long đồ tao hả? Tao đang chờ tới ngày đó nè. Mày để coi. Ngày mai tao quay lại. Tao muốn mày dẹp hết cái quán này cho tao. Nhớ đó. Đi. Mày nhớ đó thằng chó. Mày lúc nào cũng vậy. Nó cứ kiếm chuyện. Mày cứ nhìn hoài vậy hả? Thôi mày ơi, mày biết anh Long mới vừa. Tao không muốn nói xui, nhưng mà tốt nhất là nên nhịn đi. Mệt mày quá. Nhịn đi cho qua chuyện. Mày là thằng nào? Thôi. Nè, ông kia, ông làm trò gì vậy? Vô đây nè. Từ từ thôi. Ăn hết luôn nha, ngon không? Ngon ha. Ủa mà anh cô bị vậy lâu chưa? Anh gì? Chồng tôi đó. Anh gì ba? Hồi đó bị người ta đánh bể đầu á. Tôi tưởng chết không á, mà may sao người dân đưa vô bệnh viện kịp. Nên bây giờ cái kiểu gì vậy vậy á. Nhưng mà tính ảnh hiền lắm, không có hại ai đâu. Vậy á. Thôi tôi về bán tiếp đây. Ê, không lấy tiền hả? Tôi đưa tiền cho nè. Thôi khỏi, hôm nay coi như khuyến mãi á. Ghê. Nói nghe nè, hôm ấy á, mày mốt mà bán ế á, cứ đem về đây nè, tôi ăn phụ cho hả? Ok. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha.
Anh Long à, anh Tuấn Đen kêu tụi này qua đập xe hủ tiếu của anh đó. Anh Long à, để em nói cho anh nghe, dù gì thì ngày xưa anh cũng là đại ca của tụi này. Một ngày là đại ca thì cũng là anh của tụi này. Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ, tao không có thằng em như mày, mày hiểu không? Mày giỡn mặt hả? Nè, định gây rối trật tự công cộng ở đây à? Tất cả lên phường. Đi tụi bay ơi. Dạ, chào cán bộ. Anh Long, anh mới vừa được ân xá. Trong thời gian quản thúc tại địa phương, anh không nên gây ra bất kỳ xích mích nào. Anh hiểu không? Dạ, tôi biết mà cán bộ. Trong thời gian xóa án tích này, mọi thứ nó rất là nhạy cảm. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tự biết kiềm chế bản thân mình lại chứ. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh. Anh biết chưa? Dạ, tôi biết rồi. Ừ, tôi đi đây. Dạ, chào cán bộ. Rồi, lại chuyện gì nữa đây? Cái gì vậy? Lại bể tô nữa hả? Ủa, anh ta bị sao vậy? Không gì đâu. Ủa mà tôi nhớ khu này mình tôi sống mà. Anh bưng cho ai vậy? Bữa cô nói khi nào bạn ấy đem qua cô ăn mà. Xạo, vô đây kiếm tôi chứ gì? Chứ giờ này mới 8 giờ mà ế cái gì? Tôi thích không được sao? Làm cái gì mà bữa giờ không thấy rang hủ tiếu vậy? Có chuyện gì hả? Sao nhìn mặt cô buồn quá vậy? Có gì đâu. Mà đi nhậu không? Nhậu hả? Ừ, nhậu. Đi không? Đi. Vô. Uống đi. Anh Khánh, anh uống không? Ủa? Không gì đâu, từ từ rồi anh cũng quen à. À. Nè, vô đi. Hôm nay là phải say luôn nha. Ok. Ủa, em bị sao vậy? Em thấy chán nản quá. Một mình em ở đất Sài Gòn này, nuôi một người chồng như vậy, thiếu thốn đủ điều hết. Em không mệt mỏi, chán nản thì em làm được gì bây giờ? Rồi cha mẹ của em đâu? Cha mẹ, trước khi chồng của em bị như vậy thì gia đình em khá lắm. Ảnh thương vợ lắm, đi làm về chỉ có ở nhà thôi. Nhưng mà đến khi anh Khánh bị vậy thì ba mẹ em kêu là bỏ anh đi. Nhưng mà cái tình nghĩa vợ chồng mà, em không thể nào bỏ anh đi được. Nhưng mà em cũng đành chịu thôi. Có hận là em hận đám thằng Long á. Nó đánh chồng em ra nông nổi như vậy. Bữa em nói em là đàn em của ông Long gì mà
em hận thù còn không hết thì anh em gì hả anh? Không lẽ chồng em là do mà thôi, mà mình nhậu mà, kể chuyện buồn chi hả? Nhưng mà kiếm gì vui vui rồi nói. Mà hôm nay bán ế không? Ế đúng không? Trời, nhìn là biết ế rồi. Mày lên đây làm gì? Anh cho em lên đây đi làm đi. Em chán cuộc sống dưới quê lắm rồi. Ông già ổng cứ bắt em đi học hoài à. Rảnh một xíu là ổng kêu em đi làm mướn chung với ổng. Em chán cuộc sống dưới đó lắm rồi. Thôi mày về dưới lo học hành đi. Em không muốn đi học nữa. Em không thích học hành gì cả. Em chán lắm. Anh cho em đi theo anh đi. Sài Gòn không dễ kiếm sống như mày nghĩ. Học xong cấp 3 đi, lúc đó kiếm tiền vẫn được mà. Anh Long, em muốn theo anh. Mày biến đi, biến đi. Cầm lấy đi. Cầm đi. Cầm đi. Về quê mà lo học hành, đừng ở đó mà phụ lòng anh Long. Ừ, đúng rồi, thằng Sinh nói đúng á. Cầm tiền đi. Sao cái mặt mày cứ sụ sụ xuống hoài vậy mày? Mày đừng có nghĩ á, cái cuộc đời này nó bất công với mày, đúng không? Có gì á, tao với thằng Sinh dẫn mày đi một vòng Sài Gòn. Để nhiều á, mày về quê á, mày cũng biết được cái Sài Gòn này như thế nào. Ủa gì mày? Mày nói cái gì vậy? Mày dẫn nó đi một vòng Sài Gòn, rồi lúc đó nó ham muốn, nó đòi ở lại nữa. Khùng quá mày ơi. Ý của tao không phải là như vậy. Nè, ý của tao á là tao với thằng Sinh dẫn mày đi đến những cái chỗ như là Trại Cải Tạo nè, rồi Trại Trẻ Mồ Côi nè, để mày thấy được á mày còn may mắn hơn nhiều người lắm. Hiểu không? À, thấy vậy cũng được đó. Để tao với nó dẫn mày đi, rồi sẵn đưa mày ra bến xe luôn. Ok, đi. Đừng có buồn, đi, đi. Anh Long, anh kêu em có chuyện gì vậy? Mày nhớ con nhỏ ngộ ngáo ăn hủ tiếu hôm bữa không? À, cái con lùn lùn mà mặt hí hí, mà tự xưng là em của Long đại ca đúng không? Ừ. Ủa, mà đại ca muốn em tìm hiểu gì về nó vậy? À, đại ca đừng có nói với em á, là dạo này đại ca đổi gu rồi nha. Dạ, em xin lỗi. Mà mày có biết thông tin gì về thằng chồng của nó không? Em không biết gì hết đại ca, tại vì nó cũng mới vừa chuyển về số mình à. Mà em nghe đâu á, thông tin rò rỉ đó là thằng chồng nó là phóng viên gì nữa đại ca. Mà nếu đại ca muốn biết thông tin về thằng chồng nó thì đại ca cứ nói em, em sẽ đi tìm hiểu cho đại ca. Thôi khỏi đi, mày đóng quán cho tao đi. Dạ dạ. Đại ca đi cẩn thận. Ây da, thiệt tình nhiều chuyện chị không biết. Anh ta lại giở trò gì nữa hả?
chồng em. Hồi chiều về hàng đông quá em làm thêm giờ, em về nhà thì em thấy chồng em bị vậy. Nhưng mà em nhớ là trước khi đi là em đã khóa cửa rồi. Nhưng mà không biết sao chồng em lại vậy nữa, không biết bị ai đánh nữa. Anh ơi, nhất định sẽ có một ngày tôi tìm được anh và trả hết những gì tôi đã nợ anh. Kiếm anh Tuấn có chuyện gì? Tao tới đây không phải để nói chuyện. Má con này đâu ra vậy? Anh Long, đây qua chơi hả? Hay là đói quá rồi qua tìm tôi? Cái này của mày đúng không? Cái này hả? Tao kiếm bữa giờ thì ra là mày giữ hả? Cảm ơn mày nhiều nha. Ngồi xuống bóc bài cho mấy thằng anh em của tao. Má mày. 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 Mày chết đi. Đâu vậy? Anh lại quay lại con đường cũ nữa hả? Anh đã hứa là vì em, vì gia đình này, anh từ bỏ tất cả mà. Em à, chuyện đó không liên quan tới lời hứa của anh. Anh Long, ảnh... Anh Long, anh phải nên nhớ, đây là gia đình của mình chứ. Anh nghĩ đi, con mình sắp chào đời rồi, mà bây giờ ba nó đi chém lộn hả? Đó là cái nghĩa của anh với ảnh. Một lần này nữa thôi. Còn gia đình mình thì sao á anh? Anh hứa sẽ từ bỏ tất cả mà. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Hả? Anh Long là gia đình của anh. Anh Hải. Long ca hả? Ok thằng anh em tốt.
mày chịu được tao hả mày? Mày chẳng tìm thấy lối ra.
lắm nguy nan, ngàn sóng gió bao hằng thù ly tan. Gặp được người chỉ cốt tâm giao, luôn bên cạnh tôi không mang gian khó. Mặc chờ đời cứ thế điêu ngoa, tình ta vẫn không bao giờ tan phai. Tình anh em vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có nhau. Những lúc buồn có anh, chia sớt trên rìu cây, cùng làn khói cũng cho ta thêm ấm lòng. Tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc chung một dòng máu, cạnh bên tôi bạn luôn sát vai, chẳng ngày bao trong gai. Ngàn bao tố sóng gió, chúng ta không lùi bước chung sức cùng vây vùng. Bao lời danh trắng bạc vững vàng ta đứng lên. Dù ngày mai ra sao, mãi mang theo tình thâm khắc cốt ghi câu thề. Tuy người dưng khác họ, nhưng mãi là người anh em.